Không anh. Ok, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Bonsai Tiến Sự tiếp tục ký đá cho anh Thủy ở tại xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, Thanh Hóa nhé. Một tác phẩm cây trực u biếu rất là đẹp. Và hôm nay thì Bonsai Tiến Sự sẽ, đây là video thứ hai, cũng là video kết thúc tác phẩm này. Quý vị đang theo dõi trên kênh Bonsai Tiến Sự, nhớ nhấn nút đăng ký và ấn vào chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và quý vị có thể theo dõi từ đầu đến cuối tác phẩm này, từ đầu cho đến khi kết thúc hoàn thành tác phẩm này, quý vị xem có gì thay đổi không nhé, và có gì thì để ủng hộ cho kênh của Bonsai Tiến Sự. Hôm nay thì ở Thanh Hóa thì nhiệt độ cũng đang là khoảng 26 độ, và lúc này đang có mưa xuân nhưng không ảnh hưởng gì đến công việc cả. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa ống kính vào cho quý vị và các bạn theo dõi tác phẩm này. Ngoài ra thì đang có ông cụ thân sinh ra, anh Thủy cũng là một trong những cụ cũng rất thích yêu cây cảnh. Và đặc biệt thì gần đây cụ cũng rất là xem những video trên kênh, những video mà Bonsai Tiến Sự ghi hình trên kênh Bonsai Tiến Sự. Đó. Cụ cũng là một trong những người cây cao bóng cả. Và tác phẩm cây trực u biếu này nó cũng thể hiện lên năm tháng. Cây đẹp cụ ơi. Cụ cũng bảo đẹp rồi đấy. Hiện nay thì chưa ký đá xong các bạn nhé, mới được khoảng một nửa. Thì Bonsai Tiến Sự cũng sẽ cố gắng buổi sáng hôm nay sẽ hoàn thành tác phẩm này cho anh Thủy. Tôi sẽ đi lại một vòng cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng, sau đó thì tiếp tục ký đá. Một trong những cây trực lắc rất, một trong những cây trực u biếu rất đẹp tại vườn nhà anh Thủy. Các bạn có nhu cầu những tác phẩm quý này thì cứ liên hệ theo số điện thoại của anh Thủy. Anh Thủy ơi, đọc lại số điện thoại cho em ơi. Số điện thoại là 0977. 0977 nha. 222. 222. 994. 994 nha, 0977 222 994. Đó là số điện thoại của anh Thủy, cũng là chủ nhân những tác phẩm siêu đẹp này mà Bonsai Tiến Sự cũng ghi hình cũng như đang ký đá vào. Ok các bạn, và bây giờ các bạn tiếp tục theo dõi Bonsai Tiến Sự làm đá nhé.
các bạn thông cảm mà trong khi ký đá thì cũng tập trung cao độ nên là cũng không nói được nhiều các bạn nhé, thông cảm. Chú à, ơi, nay chú có nhà. Bây giờ cứ bây giờ vào đây chú, mấy cái anh em ở ngoài đang làm đá chú này. Nha. Thế tí là mấy thằng cô cháu ngoài Nam Định. Xin chào. Anh phải đi có thích hiểu được này nha. Cứ làm đi, anh cứ đi. Các bạn nào có nhu cầu về làm đá, làm cây thì cứ liên hệ số điện thoại của Bát Tay Tiến Sự là 0977722623. Nhưng các bạn cũng vui lòng cũng đừng gọi vào những lúc như 12 rưỡi cho đến 1 rưỡi nhé, bởi vì là ban ngày thì cũng làm rất là mệt, trưa cũng nghỉ một tí để chiều lại tiếp tục làm. Quý vị có thể muốn nhờ tư vấn thì có thể là vào buổi tối từ 7 giờ cho đến khoảng 9 giờ gì đó. Lúc này thì các bác ở tại Cẩm Thủy nhá, cũng đang đến nhà anh Thủy để chiêm ngưỡng lại những tác phẩm Song Long Chầu Nguyệt cũng như Trực U Biếu này. Các bạn thấy những cái đường u biếu rất là đẹp, một trong những cây có thể nói rằng rất độc đắc ở tại Cẩm Thủy nói riêng, nói chung và vườn nhà anh Thủy nói riêng.
Các bác cứ thẩm định nhá. Em cứ chiến đấu thôi. Chú phải làm về tác nghiệp rồi. Đều chú chắc bây giờ lên 200 triệu giá rồi đấy nhỉ? Hơn chứ bác. Chú vọng là chú đơn giá khoảng 200 triệu rồi. Chú. Qua đi thì cứ chẳng nóng không? Qua ta định gọi cháu rồi. Ờ, ông nhóc cũng đi đây nhưng mà... Hộp. Bây giờ? Vâng. Chạy con xa 1 triệu 3 lần kiếm thì hẻ. Nó đã con triệu rồi à? Vâng. Số là con triệu này. Anh ở nhớ anh. Vâng. Quá ở gần đây à? Ở đây. Ngọc Lạc à? Dạ. Ngọc Lạc cách đây bao nhiêu cây bác? Hơn 2 cây. Wow. Ở đây nhá, còn có cả những cái bác từ Ngọc Lạc cũng đến nhá. Cách nhau ở đây hơn 20 cây số. Phải nói là ở Cẩm Thủy này rất vui. Mỗi khi có anh em tác nghiệp cũng như làm cây thì rất là vui. Rồi, các bác về gõ vào bonsai tiến sự nha. Trên YouTube là... Lúc này thì đang ở mặt đằng sau đấy các bạn nhé. Nó hơi ngược sáng hơn một tí, các bạn cố gắng theo dõi. Không không
sớm nó ngại lắm. Ở này có mấy anh em cũng ở Nam Điền cũng vô chơi nha. Ở đây rất là vui, phải nói ở Cẩm Thủy này mỗi khi có bác nào sửa cây hoặc là giao dịch thì rất là vui. Anh là Nam Điền là xóm Đông đúng không? Vâng ạ, xóm Đông ạ. Đông. Anh ơi, cầm máy cái. Đây, bấm rồi. Nào, chào các phóng viên nhá. Đây là phóng viên Trung Quan Sa này, bác ra chính hiệu đâu rồi. Đấy nhá, toàn phóng viên hôm nay đến nhà bác Thủy để ghi lại những khoảnh khắc. Chào phóng viên tiến trước. Được rồi, là Trung Bonsai cũng có nhận được cái chứng chỉ này, giao chứng chỉ cho anh Bonsai tiến sự. Nhưng mà là hôm nay mới gặp mặt anh lần nữa này. Ok. Đây đẹp quá. Hôm nay làm tác phẩm trực ưu cục cho vậy bác. Vậy thì chắc là Trung Bonsai này phải nhờ bác ra chính hiệu. À, chào đồng chí này rồi. Sơn này. Chào chào đồng chí này thì là lạ lắm này. Bóng bát này. Một phái đoàn từ Nga Sơn các bạn nhá, Thanh Hóa quê hương phóng viên Trung Bonsai rồi Bonsai chính hiệu, hôm nay anh em cũng hội tụ về đây. Quá. Đây là bác Thủy xã Cẩm Ngọc. Hình như là tỉnh Thanh Hóa thì phải. Cây này thì bác phải cho chấm hết rồi. Chấm hết rồi. Ồ, chấm hết thì. Vớ vào cái thợ không biết làm này nữa thì thôi rồi nhé. Thôi rồi. Vớ vào cái thợ không biết làm này thì thôi rồi. Này Thủy đang có hai nhân viên ở Thái Hóa đây. Đạt đấy. Chỉ tiêu đã là châm hết rồi. Phôi kia cũng gớm nhẹ hiểu ạ. Con phôi kia cũng gớm. Cũng ăn cơm ở đây được nửa tháng hai lần. Mấy hôm rồi? Coi như đất Nga Sơn vẫn còn đang phải theo mẹ. Gọi là tác phẩm gì thì anh cái sự nhỉ? Trực ưu biếu. Tên nó chưa chuẩn nhiều lắm hay sao ấy. Tôi thì đang đặt nó là trực ưu biếu, nó là trực nhưng mà nó có nhiều ưu biếu. Tác phẩm đẹp quá anh tiến sự ạ. Ok. Chiều cao của tác phẩm trực này khoảng 2 mét. Và đặc biệt có một cái bể rất là lớn. Vì vậy mà các anh đang phối đá cho nó hài hòa. À, ngắt rồi này. Đâu? Có nhìn cái gì đâu. Không đụng gì rồi. Nóng quá nó ngắt à? Tác phẩm này, nếu các bạn mà vào kênh con hai chiến sĩ thì cũng đã quay lại chi tiết. Và hôm nay được là người của anh Thủy và nghệ nhân tiến sức thì anh em tôi cũng vượt qua hơn 100 cây số để đến thăm thực tế. Và đến đây anh em tôi cũng rất là vui mừng vì sân vườn nhà đã xong rồi. Em mau anh ơi. Và có xong rồi. Rồi tạm thế đi. Tác phẩm này tôi quay mặt trái rồi như đang tôi quay mặt phải thì rất là đặc biệt. Nhưng sang mặt trái tôi thấy còn nhiều điểm đặc biệt hơn. Đúng thế. Đó là ăn nhau về hậu. Cái tác phẩm này các anh xử lý lâu chưa? Hôm qua, sáng qua, chiều qua. Và nếu như mà kết thúc thì chiều nay cũng kết thúc được không anh? Bây giờ là khánh thành đấy. Khánh thành thì cũng rất là may có bonsai chính hiệu ở đây. Vâng, chúng tôi đến đây cũng rất là kịp thời, không phải là bonsai chính hiệu mà có cả chung bonsai nữa. Vâng, anh em chúng tôi đi đâu cũng với nhau và hỗ trợ cho nhau trong lúc tác nghiệp. Bên cạnh còn có tác phẩm Song Long Trầu Nguyệt cũng mới được ký xong. Và những cái tác phẩm này mà có bàn tay của hai nghệ nhân của Lý Hà Nam vào thì sẽ khai phá được hết những cái điểm đẹp của những tác phẩm trong vườn nhà Thủy.
sông Long Trầu Nguyệt. Trầu Nguyệt. Trầu Nguyệt. Con trầu bán nguyệt hiếm. Bây giờ mỗi liều trong nhà không còn kia nào. Này là phòng mua anh ham lấy cái thân gỗ đây vậy thì tác phẩm mà Ban Sa Nhân Sự cũng làm đá cho anh Thủy tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến đây thì cũng đã được xong. Và bây giờ thì không biết là bác Thủy là chủ nhân của tác phẩm này, không biết là bác có tâm tư hoặc có gì không? Bác Thủy nha, em qua bác Thủy ra nào. Giới thiệu với quý vị, đây là bác Thủy, chính là chủ nhân của tác phẩm này. Sau 3 ngày thì Ban Sa Nhân Sự cũng làm cho bác hai tác phẩm ở đây. Không biết là cho đến giờ này thì không biết là bác Thủy có hài lòng hay như thế nào. Bác cứ nói, ở đây thì có một số anh em ở Nga Sơn cũng đang tác nghiệp ở đây. Bác có thể chia sẻ được không ạ? Báo cáo với anh em là trên cộng đồng mạng là tôi lấy có 2 tác phẩm. Vâng. Cái này là tác phẩm thứ 2. Dạ. Và Bôn Sai Chính Sự là tôi gửi gắm. Dạ. Thì cái tác phẩm thứ nhất thì trên cái video thứ 4 đã kết thúc ở cái video thứ 4 của bên là Bôn Sai Chính Sự mà về đến Cẩm Thủy về thăm nhà anh Thủy. Dạ. Đến cái video này là cây thứ 2. Thì cảm nhận của gia đình ấy, và bản thân tôi ấy. Dạ. Thì khi tin tưởng cái dao thì ra rồi thì cái tâm huyết của cái người làm ấy thì nó phải đạt được mong muốn của mọi người. Vâng. Trước mắt thì gia đình tôi hài lòng với cái cây. Dạ, vâng. Còn sau nữa là chia sẻ thì phụ thuộc của mọi người. Vâng. Thì có gì thì cứ ấn vào. Ok. Trước tiên thì cũng cảm ơn bác Thủy cũng đã có cái niềm tin vào Ban Sa Chiến Sự, và Ban Sa Chiến Sự thì cũng được ai tin tưởng thì cũng làm hết sức mình thôi, và làm như cây của nhà và thậm chí hơn cây của nhà. Và đến bây giờ thì cũng hoàn thành 2 tác phẩm cho bác rồi. Một lần nữa xin là cảm ơn và cũng chúc cho bác có sức khỏe và cũng tiếp tục tăng cái niềm đam mê để bác tiếp tục chăm sóc những tác phẩm này, và chúc bác và cây sau này có những giá trị cao nhất. Và cũng xin là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh Bonsai Chiến Sự. Và bây giờ thì chúng quý vị có thể theo dõi lại một chút qua tác phẩm này. Và bây giờ thì Bonsai Chiến Sự cũng nhờ Trung Bonsai ghi hình hộ. Dạ. Một trong những phóng viên của Nga Sơn. Tôi là người tự phê bình và phê bình nhé. Không gọi là bình ai giữ khách quan nhé. Tôi thứ nhất là chấm cái này là cây của gia chủ rồi. Còn chấm đường nét này của thợ làm. Không khen ai, không chê ai. Tại vì cái nốt nhũ này nó là hoàn hảo với tự nhiên, hợp với cái bản chất của cây này. Đấy. Vừa mẫu đơn em mà hôm nay là đang là bình về những tác phẩm xanh. Rất cảm ơn anh Cảnh nhá về những đóng góp nhá. Anh em ạ, không phải mỗi mình anh Cảnh đâu nhá, mà còn rất nhiều anh em nữa mà anh Bonsai Chiến Sự cần anh em góp ý kiến nhá. Đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thiện những tác phẩm sau này, với những tác phẩm này được ok hơn nhá, thì rất mong anh em đóng góp ý kiến nhá. Người hiểu thôi. Với một tác phẩm như thế này cũng phải mất rất nhiều tâm huyết để anh Sự lên hình được như này. Anh em xem một số chi tiết nhá, để mình lấy tổng thể cây này. Tôi quá đam mê về tay nghề của cháu. Cảm ơn bác nhá. Không phục. Đây sẽ không phục. Cái gì đấy mà tôi có cây thì chắc chắn là cũng phải có cứ gọi. Vâng. Đây, đây là chúng tôi đi vừa xem vừa học hỏi. Nó là loài hoa cho nên là những có mùa là bán trôi chảy thôi. Thế là tốt rồi. Sau đây anh Sự sẽ giới thiệu với các bạn thì nó cụ thể hơn nhá, vì là tác phẩm này là một tác phẩm mà anh Sự đã tâm huyết và cũng đã kỳ công để sắp xếp bố cục như này, thì có lẽ chỉ có anh Sự với TV ấy được thổi hồn mà được thôi. Thì bây giờ tôi chỉ quay lướt qua để cho anh em chiêm ngưỡng nhá. Là xin mời anh Sự nào. Ok. Rồi, cảm ơn Trung Bonsai. Quý vị và các bạn rất thân mến, thì trên kênh Bonsai Tiến Sự hôm nay thì có phái đoàn phóng viên của Nga Sơn, Trung Bonsai rồi Bonsai Chính Hiệu
cũng qua tác nghiệp ở đây và cũng đặc biệt là cũng tình cảm rẽ vào khi biết ban sai tiến sự thực hiện ở đây và anh em cũng được giao lưu nên là nước thì về là cây đẹp nhỉ? Ở đây là một trong những tác phẩm rất có giá trị ở tại vườn anh Thủy, xã Cẩm Ngọc. Và quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ đến số điện thoại của anh Thủy ở đầu thì tôi cũng đã giới thiệu rồi. Và hôm nay thì cũng có một số những video từ Trung Bonsai cũng như Bonsai Chính Hiệu. Quý vị có thể tha hồ chiêm ngưỡng kỹ tác phẩm này. Ok, cảm ơn anh Trung Bonsai nhá. Ôi, cảm ơn anh em nhá. Anh em nhớ đăng ký cho kênh Bonsai Tiến Sự nhá. Để nhận video sớm nhất mà anh Sự ghi hình cũng như những tác phẩm anh Sự hoàn thành để gửi tới anh em nhá. Rất mong anh em nhận được video sớm nhất mới nhất bằng cách ấn nút chuông. Ok. Để nhận video nhá. Rồi, thank you các bác. Quý vị có chiêm ngưỡng lại những lần cuối trước khi Bonsai Tiến Sự khép video lại. Đây là những đường đục cũng như đường đá mà Bonsai Tiến Sự ký vào nhá. Hết sức nhẹ nhàng. Lúc này thì nó có nắng các bạn nhá, nên là nó cũng chỗ sáng chỗ tối. Đây là không khối thì một khối luôn, cả triệu khối luôn. Ok, quý vị và các bạn, như vậy thời lượng chương trình khí đá tác phẩm trực u biếu này cũng xin khép lại tại đây. Một lần nữa thì Bonsai Tiến Sự xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và nhớ nhấn nút đăng ký và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Ok, hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.